cái dài chỗ này nó đau ở đây rồi nó đi ngủ nhiều khi tê cái gì nữa ta. Đúng rồi, thì đó cái bài giảng đó đau xung quanh lo tai coi chừng bị khớp dai mà. Tai nè, này gì? Tai. 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 Đúng không? Cái anh Nam kỳ vụ tôi là tai. Đưa tai. À, còn này lỗ tai. À, chứ mà mình nói bình thường như mình dân là tay. Không có tay, Nam kỳ là tai. Chữ y ghét nó liếm qua chút xíu. Không biết là Nam kỳ quá kỳ không? Ok, rồi, gì nữa? Rồi, con dở tay lên tôi coi. Tới đâu con bị đau? Tới đó đau chưa? Ok, rồi con đưa tay này lên ngang tay đó. Ngang thôi. Không, ngang cái tay này con đưa lại đi. Đó, tới đó đau chưa? Thì con đưa lên ngang cái tầm đó. Đó, tay đó dừng. Xong chưa? Rồi, bỏ xuống một nhịp. Một nhịp, nhịp thứ hai. Đưa cái tay này lòn qua sau lưng. Có phía nào đau nhiều? Bên này đau nhiều hơn, phải không? Tức là đưa cái thế này đau nhiều hơn, phải không? Ok rồi, để yên, đừng có dội dã. Bỏ tay này qua cho nó bằng ngang cái tay này, thấy chưa? Rồi bỏ tay này ra, bỏ tay bệnh ra, rồi mình chọt vô cái chỗ bên không bệnh nè, mình nắn thử cho nào nó đau. Vậy thôi, hiểu không? Rồi, từ từ nha. Đau nhiều hay đau ít trước đó, đau nhiều phải không? Rồi, giơ tay này lên lại, thử. Chéo cũng được đó. Chéo rồi sao lưng nổi á. Đỡ nhiều phải không? Vậy là phải tính tiền theo. Chữa nhanh quá mà, nó lấy tiền nó lỗ. Ok, còn gì nữa? Giờ lần thứ hai không? Đã thử cho. Coi nó còn kẹt cái đau, anh chỉ gì cho tao làm. Hơi. Thì vấn đề quan trọng chéo tay lại còn bao nữa không? Rồi đưa tay chéo ngang đi. Chéo dòng ngang cái tầm đó. Rồi buông tay thiệt ra. Để tay giả lại đây. Buông tay thiệt mà. Rồi. Buông tay bị bệnh ra. Đó, còn bị ngay khớp nè. Rồi. Thử lần nữa. Nghe phải không? Rồi giờ chỉ cho điểm nữa là nếu mà bị về nhà nó mỗi ngày làm ba lần giống vậy làm đè vô thái dương này đây nhẹ nhàng đau phải không? Một hai ba bốn năm sáu bảy rồi nó đau vòng ở lỗ tai chỗ này là nguyên nhân đó đó nha. Thì mới tràn ra bên đây nè. Đau không đau ha, mình dòng như chỗ lỗ tai nè. Từ từ nha. Wow. Không đau, không lấy tiền. Đó. Rồi thử tay lại. Cầm tới đây cũng cầm hơi chút cho mình. Ừ, ăn thua gan. Rồi. Rồi, trà cái đỉnh tai bên đây bị đau á. À, chỗ nào á thì vuốt bên đây ngược lại nó. Chính con nó cứu cái cánh tay luôn. Từ từ. Trà đây nè. Chứ không phải trà bên kia. Đó, đau ha. Thấy không? Đụng nhẹ mà đau mà trúng. Nè, đó. Rồi, thử lại lần nữa. Rồi, đưa lên rồi thấy nhẹ đó. Phải không? Thấy giống không? Lỗ tai giống cánh tay. À, thì đây nè, bên đây con bệnh chỗ nào thì con thọt bên không bệnh giống cho nó, con đẩy lên. Con giữ một cái điểm đau bên đây để làm dấu. Con đưa cái ý về cái ngón tay bên đây, con xoa xung quanh cái đỉnh chân tay. Cái này là cái rút, là chân á. Lỗ tai nó giáp vào chỗ nào, con đi theo cái đường cong nó, con đụng vô mà nó nhảy dựng là con giữ cho nó, con nhịp 7 lần là cái tay này hết. Đau phải không? Đau lắm. Mà rất là đơn giản, nó trúng là đau vậy đó, hết rồi. Với thầy, nếu như mình đi lâu nó hay đau cái chỗ này làm sao? Nếu mà đi lâu mà đau cho nó là bị gan đó.
gan chủ liên hệ sự vận động của các cơ gan, mà cô la ngoài chỗ đó cũng là gan bàn chân bị luôn, bị có bên tay mặt thôi, bị bên tay mặt trái vẫn cần biết luôn, vào khu vực đó là cô rất dễ bị do nơi cái nguyên nhân do gan phải đề bấy hơn ngược lại cái bên kia tốn đi về đó hơn ngược bên kia là đưa đi hơi thử nha. Hai chân ví dụ như đau bên đây phải không, mình tìm mình chỉ biết đau thôi chứ mình không biết nó nhức ở chỗ nào, mình thấy hơi nó nóng ở chỗ đó đó để mình xác định được cái bệnh đó, mình hơi vòng vòng vậy ha, để mình điểm cái điểm bệnh của nó sẽ hút nó nào. Nóng ha, nó khi nó nóng như vậy là mình xác định như nóng ra rồi là ngón giữa phải không, mình giờ qua bên đây cũng giống vậy, mình hơi bên đây cho tới khi nào mình nghe cái này nóng lên là mọi chuyện ok. Bên đây có cảm giác nóng của nó giữa, nhưng mà khi hơi qua đây nó nhích vào ngón trỏ cũng áp út một chút, do đó cho nên nó mới là chính xác đó thì hơi